Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Y tế và Cuộc sống được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Thông tấn. Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao Tri thức Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức hội thảo khoa học về quy trình công nghệ chiết xuất nano curcumin hàm lượng cao và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm, bảo vệ sức khỏe. Các đại biểu đã trình bày kết quả nghiên cứu công nghệ chiết xuất nano curcumin đạt hàm lượng 95% tinh khiết từ củ nghệ vàng và công bố kết quả kiểm nghiệm tại trường Đại học Dược thuộc Đại học Công giáo Daegu Hàn Quốc. Theo các nghiên cứu, curcumin có tác dụng tích cực trong việc phòng và điều trị các bệnh ung thư, viêm khớp, tim mạch và các bệnh liên quan đến thần kinh như Parkinson, Alzheimer, trầm cảm.